Chào tất cả anh em, hôm nay mình sẽ review cho anh em cái vỏ thùng 20 đôi, vỏ loa du lịch nha. Hai bát 20, một loa trung 14 và một chép kèn. Ở chép kèn thì các anh em có thể sử dụng là chép 250, 350 hoặc là 450. Đây là cái vỏ loa đây, bên trong của nó đây. Hai họng bát 20, một trung 14 và một chép kèn. Đây là hai cái loa bát đây. Loa bát là con 65 từ 156. Đây là loa trung thái 14 nha, có cản tụ sẵn, tụ và điện trở luôn đó. Thì tùy theo anh em lắp ghép, có anh em thì ghép tụ không khỏi cần trở, có anh em thì cản thêm trở nha. Đây là chiếc kèn 350 đó, thì anh em có thể sử dụng là 250, 350 hoặc là 450 đều được nha. Là cái học mạch á, thì lắp bo mạch kích thước là 19-38 nha. Đó, nếu mà cái cấu hình như thế này thì anh em có thể là lắp bo mạch T450S là 450W nha. Thì ở đây có kẹp bình, ốc, kẹp bình đầy đủ. Ván thì ván MDF nha. Kích thước á, thì sẽ đo chiều ngang của cái vỏ thùng 20 đôi này là, đây để em quan sát theo, 58 cm nha. Chiều sâu là chiều rộng á, là 40 40 cm. Chiều cao là 33 cm. Rồi, thì vỏ này cân nặng là tầm mười mấy ký thôi. Đó. 17 đến 20 kg trở lại thôi, nói chung là không có nặng hơn 20. Anh em nào mà quan tâm thì comment với phần bình luận cho mình nha. Hoặc là các bạn giúp Lào, mình sẽ tư vấn cho. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.